sang Việt Nam bật chế độ hòa tan, nam tài tử trung ưu hoodie phượt bằng xe máy, vào nhà dân ăn uống, buôn chuyện như hàng xóm. Anh này là nam diễn viên nổi tiếng với bộ phim Gia đình là số 1 ở bên Hàn Quốc nhé. Các bạn ý đi du lịch ở Sapa và có xuống Bản Ninh để trải nghiệm tắm lá dao đỏ, sau đó thì cũng ăn tối tại nhà mình luôn nhé. Nam diễn viên đỉnh đám xứ Hàn Trung Yêu Gu đã có chuyến du lịch tự do ở Việt Nam. Anh chàng khiến cộng đồng mạng Việt được fan cười khờ và phổng mũi tự hào trước cái sự enjoy cái moment của anh ấy. Chuẩn trai bản địa, Trung Yêu Gu thành dân tổ, lái xe bon bon. Chuyến đi lần này, ảnh còn ghé vào nhà dân ở vùng cao để trải nghiệm văn hóa. Mà sao nhìn cách ảnh ngồi cười cười, nói trên bàn ăn trông có khác gì người bản địa đâu cơ chứ. Để mà nói về mấy cái khoản hòa tan thì phải công nhận một điều là các idol Hàn rất có tài trong khoản này. Các anh, các chị về đây là thành dân bản địa thứ thiệt tiêu biểu, trong số đó thì làm sao mà không nhắc đến rể Việt Lee Seung-hun và Lee Jun-ki cho được. Màn hòa tan của anh Song Hùng còn được liệt kê vào gương mặt thương hiệu cơ mà.